Sơn xin chào tất cả mọi người nhé. Sơn chúc tất cả mọi người có một ngày mới vui vẻ nhé. Thì hôm nay lại tiếp tục ngày thứ 9 rông về mọi người ạ. Thì Sơn là 4 con diều, nhưng mà hai con kia thì phải cần người tung đó mọi người, nên là phải đợi vào bữa nào có ai tung thì Sơn mới thả được hai con kia. Nhưng mà cái con 2m32 với là cái con 2m6 này thì một mình Sơn vẫn cho lên được, nên là Sơn sẽ bắt thay đổi qua ngày. Như hai con kia thì nó hơi khó bắt hơn, nên là phải cần người tung mình ạ. Ngày hôm nay là ngày thứ 9, rông lại tiếp tục về. Không biết có ngày thứ 10 hay không, nhưng mà Sơn đúng là lần đầu tiên Sơn bắt rông đến nỗi là 9 ngày rồi. Vẫn chưa hết rông nhá mọi người. Gió mùa đông về nhá mọi người. Thì lại tiếp tục thả cong 3 thôi mọi người. Cong 3 đoạn âm. Nói chung là cứ thả đại thôi mọi người. Cái ống này ngày thứ 7 Sơn bắt nó bị đập một cái, tức là nó sắp hư rồi. Nhưng mà vẫn kêu được mình ạ. Sao hết thả được, kệ cứ ra thả đại đi, miễn sao là nó hòa âm vô cho là được rồi mọi người. Thì ngày thứ 9 rông về cũng khá là ớn mọi người. Thì bây giờ mong là mọi người thông cảm cho Sơn, là Sơn chỉ được mấy con diều á, cứ thả đi thả lại mọi người, nên là mọi người thông cảm nhé. Với là ai chưa like đăng ký kênh ủng hộ Sơn thật nhiều nhé. Thì bây giờ Sơn với mọi người cùng ra cánh đồng và thả diều nhé. Gió khoảng là tầm cũng khá là to chứ cũng không phải là nhỏ mọi người. Mọi người xem cái đoạn đầu á, mọi người thấy là đó là cái cách của Sơn gọi là cho lên diều một mình nhá mọi người. Tính ra mà cao hơn tí thì mọi người dễ thấy hơn, nhưng mà nó hơi thấp mọi người ạ. Đó là cái cách của Sơn cho lên diều, cứ để diều nằm xuống mà theo hướng của mình chạy, thế là gió về cái là chạy thôi mình ơi, là nó sẽ lên được. Càng đét gió tạt thôi. Sơn đang bắt rông ngày thứ 9 này. Sơn bắt rông vào buổi sáng mình ơi, thường thường Sơn bắt vào buổi chiều. Sơn ít khi Sơn bắt vào buổi sáng lắm, tại vì buổi sáng gió nó cũng không to bằng buổi chiều cho lắm mọi người. Buổi chiều gió nó mới ớn, với là trời bữa nay cũng không lạnh cho lắm. Gió thì khá là ổn. Nói chung là như đi thả diều kiểu này thì diều của Sơn thì thả khá là nhiều, thì chắc có lẽ là mọi người cũng biết rồi. Chẳng qua là Sơn thả là coi cái tốc độ gió thì như thế nào cho nó giải trí á mọi người. Thế còn mà để nói mà đi thả diều mà giờ thì diều thì thả từ khi làm đến giờ thả tầm hơi bị nhiều rồi mọi người.
Đi một qua tí là mất cái ông sáo. Kiểu là Sơn thả cái con diều kia. Kiểu nó khó mà, nó khó bay mà. Tí là mất cái ông sáo. Đi bữa sơ thì bị tụt luôn cả ông sáo. Là ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy Sơn bắt rồng, tí là tụt luôn cả ông sáo. Tiết mấy bữa nay không có nắng lắm á mọi người, nên là trời nó se se ấm á, chứ không được nhưng mà mấy bữa trước gió hoặc là từ nắng cửa đó mà vẫn lạnh mà, bữa nay thì bớt rồi. Hy vọng là năm nay không lạnh nhé mọi người, chứ năm ngoái thì lạnh đúng rồi, lạnh đến qua tháng giêng vẫn đang lạnh mà mọi người. Gió, tốc độ gió hơi bị ớn luôn. Trời kiểu này dễ Sơn dễ đau họng, nên là nhiều khi mà nói nó cái giọng của Sơn nó khó nghe, mọi người thông cảm nhé. Vật bị nghiêng đèo, đỡ hơn quá. Cái này mà bữa nào mà gặp gió to Sơn nó phải chỉnh thêm tí lèo nữa, nó vẫn đang còn bị nghiêng, chỉnh nó chắc ăn đi, đi khi mình đi thả cho nó khỏe mình à. Chứ mà rớt lên rớt xuống này hư sáo, như sáo gỗ thì Sơn không sợ, nhưng mà sáo xốp này dễ hư lắm mọi người, hư mất công đi sửa mệt, sửa nó lâu, nhất là hư mấy cái miệng. Khi nãy giờ Sơn thả cũng khá là lâu rồi mọi người, 30-40 phút gì đó rồi, mà gió khá là ổn, với là gió nó tạt cũng khá là nhiều, tại vì thời tiết giờ nó cũng không được ổn định cho lắm mọi người. Lần đầu tiên mà Sơn bắt đến 9 ngày rồng, không biết có ngày thứ 10 hay không, nhưng mà không biết được nhé mọi người, nhưng mà 9 ngày rồng rồi đó. Hồi trước Sơn làm gì đâu, giờ chưa bao giờ Sơn bắt đến 9 ngày như gọi là rong mùa đông này, là rong bão như thả hè đồ, Sơn chưa bắt gớm như thế này. Chắc đi kiếm ống lon về làm sáo này ngon hơn mọi người, kêu lại đã hơn ống nhựa này làm chán, kêu không to, không đanh. Sơn thì kêu thích kêu đanh thôi, nhưng mà âm gì cũng được, kêu đanh với phá làng được mọi người. Thời tiết nói chung là có thêm một đoạn dây dài nữa thì diều bay đổ cả ngày, nhưng mà kiểu này thì lâu lâu nó lại rớt mất công, lại ra lại đi tung nữa mọi người. Nhất là bữa nay xuống ruộng bẩn lắm ấy. Gió ác chưa, thì lại giật một cái thôi mà vẫn chưa gảy cánh nha. Nó cỡ đó, sợ thật.
gió ghê gớm thật. Với là có thể là Sơn kết thúc video tại đây nhé mọi người. Thì Sơn cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Sơn. Thì mọi người like, đăng ký kênh ủng hộ Sơn thật nhiều nhé. Với là ai mà đăng ký kênh mà chưa ấn chuông á mọi người ấn chuông rồi có khi Sơn đăng video mọi người sẽ được thông báo sớm nhất nhé mọi người. Thì bây giờ Sơn chào tất cả mọi người và bye bye tất cả mọi người nhé.